Chào mừng anh em đến với kênh của dân quê Mebiza. Hôm nay giới thiệu với anh em kèo song tô của chú Thành và Huy đấu với anh Ché và anh Bạc kèo đồng 120 điểm. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Biza của chú Vũ, địa chỉ Quang có để trong phần mô tả. Mời anh em theo dõi trận Rồi, đấu. dạng quýnh. Dạng xa hơn. Rồi, rồi. Rồi. Hả? Cái đây giờ này nó gạt tới mày luôn nè. Dạng cho tới luôn nè. Quýnh đi, gần băng quýnh đi. Đây gần băng á. Chị biết rồi, cũng gần băng rồi. Thấy cái này cái kia, hãy nghe nghe nghe. Anh lại, có vô. Chăm rồi. Có anh dán là quánh xe một em rồi cho hai trăm hai. Đi mà giải đi mới mà chạy không nhiều nữa rồi. Chạy vừa biết. Còn biết đi cả được không được à. Đi chà lai chà 247 ai uống gì kia luôn kìa. Em có cà phê rồi. Cười bầu tôi rồi. Anh thấy ngọt phải không? Tôi lon đồ nành. Quá giờ quá dối. Ốm đẹp. Tao cu lê hơi nhẹ, ghi ngay chân dưới giữa, gạch dưới giữa luôn, gạch luôn, ngang qua luôn. Để mới không chịu hao luôn. Chạy trời cũng cây ghê không chúng mà không ngon không kéo mà thiếu đích. Thiếu này luôn. Lấy về chi nhó chứ là. Hai là ba đó hả? Đã một nữa đó. Trời ơi. Một và hai đó ra đụng vô gì xong rồi kỳ vậy. Cái bàn này là phải nói thằng Quy nó vừa hổ vừa ngắm gì đó kéo họ nó múa vậy từ đầu quan đó kéo về đầu quan ê đừng chạy quá nó ngay à bốn ra Như lý rồi không ngon rồi cái đỏ nằm bên kia vàng nằm bên kia rồi
Sao á? Ở đây ngon nè, lên tới đây luôn. Ủa có đâu già đó đó phải. Đó là ép vàng mà. Đừng có múa quy ơi, mày múa hồi chết đó quy. Sao để em ghi vô. Múa hồi là gắt áo đó. À chú cháu gắt áo hết trơn. Rồi. Sáu nữa là mừ á. Trời ơi kéo cũng được, quýt băng cũng được, cái đâu cần quýt gì. Cái gì vậy? Lâu lâu giờ quýt nhau qua cái gì rồi. Đại quá. Rồi nhiều quá mà không được. Thì mình ba nó bảy rồi đó. Lọt rồi. Bây giờ quýnh để cho đá dở thiệt. Bắt ký không? Hai. Wow. Đùi lắm mới đá chút nữa, đùi đá mọi ơi, đúng rồi. Thì đó phải rồi chứ sao vậy? Muốn quýnh sao quýnh? Tôi tự tao xuống dưới đi nhau. Cái chính gì không? Có mắt chúng mình dễ bắt thật.
Thiếu chạy hay đủ chạy gì cãi ta, mày đừng có nói gì hết. Mày lo bổn phận mày đi. Một cà phê cứ nửa trái đi anh, một cà phê nửa trái đỏ kìa, còn bánh băng cũng được. Đây này nhiều cách bánh người nó không dự thiết lại không. Được. Anh đếm nha. Đã hòa chúng luôn. Quýnh trúng mày, quýnh tự nhiên mày trúng đi, mày khỏi lo cho tao. Mày yêu cầu mày quýnh trúng được rồi. Nói chung mì đó ban gì cũng phải. Sao mà nó xui dữ vậy nè, xui dữ vậy nè. Năm. Bảy.
Trên một da ra gầm ra kéo với cái đỏ vậy, kéo mép rồi nó về rồi. Trời ơi. Ba. Đá gì vàng nó vậy ngon lắm. Dư rồi. Đúng biết dư rồi, 15. Đường đá cao đó mà hút được là mừng rồi đó. Đó cái cây cái đó cây cây đó là cây gì? Cái này cái gì? À. Mày ốm muốn mày uống mày chạy giỏng mày kêu mày. Để cũng được. Tại mày kéo vậy. Mày kéo mày sợ thiếu mày nhắn là vậy cái nó lạng áp phê. Trời ơi còn xua dữ vậy nè. Đủ rồi. Ba.
Dạ thiếu. Đây cũng khó sửa cơm mày. Giá bây giờ mày nãy mày vô vàng cũng được, mày vô thì ghét cũng được. Cái đâu cần kiếm gì. Cái mày đó tao mới hụt á. Trời ơi, chứ bây giờ thôi. Đúng gì kỳ quá vậy, 1. Không đè được. Đúng không? Ờ, 2 là 3 đó, 1 gửi là 3 đó. Rồi quá điểm cộng 4 á. Mười hai quá 13. Trời ơi dữ vậy. Giờ gồm gồm cũng lãng lãng học lãng lãng. À đâu biết quýnh quýnh lại nó đâu. Lép cái mười không à. Rồi còn 10 điểm làm luôn.
12 đó. Ngon gì pizza đó, được rồi chứ ngon gì. Tại không biết kéo dày đó chứ. Tại quýnh hết sức lực luôn mà trái đỏ về tới nhiêu trời. Quá ngon rồi đó. Thôi. Kệ nó đi được rồi, kéo mỏng. Một là hai rồi đó. Hết chơi luôn. Đứng lên ngon hả? 4. Bị mất lóc con ngủ luôn. Quá dở. Có tính theo tiếng Anh nó gì? Hết ngon. Như vậy trời ơi, da đó đúng gì đường mạo hiểm trời. Làm gì chứ? Rồi, hết đá luôn. Cũng còn cho được, muốn về ngay góc. 4 phải không? Ừ. 7. Thôi 7. Chứ ra đó mà chôn ép có đi về bắt em về dưới luôn. Ừ, chứ mày đi chấn chi. 4 phải không? Chết luôn con dậu rồi nè, rồi nè. Không mấy chỗ luôn đi. Anh đếm nha.
6 rồi đó. 6 8. 6. Hay đó. Trời không có phê thì chạy ra ra gì. Tao mày ơi. Là mày mấy tét lơ đó rồi. Không quay rồi, tao bị chọn. Quá rồi. Trời ơi, trời ơi, ra lạng gì không trúng trời. Cô anh Kennedy em bên. Lạng vô gì không trúng. Em con dậu kìa, em dậu đó nè. Thiếu rồi. Thiếu rồi. Mày đó, tao mới quân học đó. Kỹ lại tha lơ rồi tét cơ bậy chết luôn à. Kệ nó đi. Trúng được là ngon rồi. Gán đúng được chứ hết ra đã khó rồi. Lọt rồi mày ơi. Vô thiếu cái góc mà. Kéo hết cái rồi. Trốn vô. Ui ra nó kéo thì vàng nó chạy qua chạy lại đâu đường nào thoát đâu mà nhớ. Vợ với da này mà chua. Bốn. Năm. Sao?
Đấy. Đúng rồi. Hết tài quýnh luôn. Không có tài quýnh. Chín. Ừ, rồi hết quýnh thiệt rồi. Mười một. Gan vậy coi. Dừng đụng lép 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 lép. Xíu mà này. Mười hai. Đúng rồi. Chạy dữ rồi, để đâu không chạy thì sao vậy? Hở ra ngay trắng thôi, hở ra nghe. Chấm xỉn. Xuống gì mới gom. Chết tôi rồi. Mừng qua. Thì dễ đá đó, quýnh quýnh đỏ cũng được. Đỏ băng đỏ uống đỏ băng đỏ qua vậy bảy học khổ mười ba đó thì đỏ nó cũng qua vậy mười bốn mười lăm Mười chín. Thì chúng đi, mày vào chúng bây giờ này chúng cũng đánh hồ không được. 20 phải không? Ừ, 21. Hôm nay. Quá đẹp. Vậy? 79.
Cái này mày quýnh mỏng chúng mà tao biết nể mày đó. Mày quýnh mỏng mà tao nói thiệt, mày quýnh mỏng chúng đời ghét, thì chúng đời ghét chứ qua bên băng đây là không có cửa. Đâu mày tránh thử coi. Mày mấy hụt mày ơi, chậm chậm hoài. Tại thấy cái ngon phải. Lấy về về ra. Gia điệt hết giờ hai điểm. Nó không móc lên rồi. Hết luôn. Đi uống nửa trái còn đá thấy không? Trời ơi, bây giờ em uống miếng cà phê nào ăn cà phê, chứ da uống nổ vô sấy vô cà phê đó chứ. Ghê vậy, quấn gì chứ ghê vậy? Không sao tôi không trời. Ủa, bạn làm mới đi hả? Trời ơi, chết tôi rồi. Ừ, quýnh ban sáng đó, quýnh ban đầu được. Chị không mà. Quýnh đồng, gà đồng. Hả? Mềm mềm. Cứng hơn. Thấy cũng theo phải rồi.
À. Chết người luôn. Ăn mà nó quay qua nó ăn kia luôn kìa. Cháu dùng, sao ấy thiếu phê không? Dễ gì trời, con sợ nó lòn á. Làm sợ nó lòn luôn. Trời trời, nó 15 tiếng rồi trời. Chín. Mười một. Mười hai. Lấy mặt trong ngon. Làm ra trời ơi trời ơi. Dán băng bi lên giờ hết rồi. Ngon lắm. Hay lắm. 14. Dạ có lẽ xử lý. Người đó. Bằng lại dùng nhiều đó. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mốt. Hai ba. Bảy.
8. Anh em thấy hay thì like và comment giúp mình tăng tương tác nhé. Cảm ơn anh em. Ba mươi bốn nữa, 115. Kéo hai trái tụt thì tụt máu. Cười cười cười, người ta cười rồi đó nghe. Đi chứ đường này sao chịu nổi nữa, còn có 5 điểm mà. Ừ, nghĩ ý nghe, hai người ta quýnh đều coi, tao quýnh gom dữ lắm đó nghe, cho mày biết nghe, mày ý là chết tiền đó nghe. Tháo cửa. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.